Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới tìm thấy được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bây giờ là 8 giờ 25 phút ngày 8 tháng 10 năm 2024. Xin thưa với lại các thượng đế, mình mới thành lập một cái kênh YouTube nữa, cái kênh số 2. Cái kênh YouTube của mình có tên là Khang Audio 1861. Đấy. Thì cũng thông tin tới mọi người là như vậy, và cũng xin trân trọng cảm ơn một số sư phụ, một số sư huynh cùng các hiền đệ coi như là đã thông báo là có một cái kênh bán đài mà nó lại giống với lại cái kênh của mình thì nên nghiên cứu. Thì ở đây hôm nay thì nay là ngày mùng 8, video đầu ngày thì cũng xin thưa tới mọi người cái kênh đấy là kênh của mình nhá, kênh đấy là kênh của mình và có tên là Khang Audio 1861. Đấy. Thì nhiều cái video mà test đài hay là test âm ly dùng nhạc để test vi phạm bản quyền thì mình chuyển sang cái kênh đấy. Thế còn cái kênh xưa nay vẫn bán hàng thì có khi là mình đã không không đưa lên những cái video mà nó vi phạm bản quyền nữa. Đấy là cũng một lần nữa là cũng trân trọng cảm ơn các sư phụ, các sư huynh cùng các hiền đệ đã coi như thế là thông tin cho mình là có một cái kênh nó lại giống cái kênh của mình thế. Thì kênh đấy là cái kênh số 2 mình mới mới thành lập. Trân trọng kính mời mọi người ly trà Thái Nguyên. Trân trọng kính mời. Nhà cái YouTube này nó lằng ngoằng mì tôm lắm. Nhiều khi nhạc nhẽo các thứ là nó vi phạm bản quyền mà chả biết đâu bảo vi phạm bản quyền nhiều lại còn bị khóa kênh. Thế nên là thành lập cái kênh số 2. Đấy, ví dụ như có khóa để khóa kênh số 2 thì vẫn còn cái kênh số 1 để coi như thế là giới thiệu tới mọi người nhá. Số điện thoại để mọi người liên hệ Trần Văn Chốt. Radio cassette, link phụ kiện về radio cassette, băng cassette 0368888479. Nông dân Khang hân hạnh được phục vụ. Trân trọng giới thiệu tới mọi người một combo băng cassette. Ở combo này có 5 cuộn băng cassette loại băng cụ tổ Maxen UD2. Cụ tổ Maxen UD2. Băng này có nội dung chương trình Hương Lan. Băng này mua về có nhạc rồi không phải thâu. Đấy, lựa ra ở cái thùng băng hôm qua. Lựa ra ở cái thùng băng hôm qua đấy. Cuộn băng thứ hai có nội dung chương trình là cải lương, rất chi là nét. Cải lương người ta thâu từ ngày xưa rất chi là nét. Này, sợi dây thì còn đẹp lắm. Thì ví dụ như mà không thích cải lương thì về xóa đi thâu lại. Thế còn nếu mà thích cải lương thì tuyệt vời, vì rất nét, rất nét. Cuộn này là cuộn thứ ba. Tuấn Vũ, Tuấn Vũ. Cuộn này cũng không phải thâu, có sẵn nhạc rồi, Tuấn Vũ. Cuộn này là cuộn thứ tư. Cuộn này thì mình thâu lại rồi. Duy Khánh, Trường Sơn Duy Khánh 910. Đấy, cuộn nào thâu lại rồi thì cứ thông tin là thâu lại rồi. Nha, đây. Đấy. Nên cuộn nào chưa thâu thì cứ thông tin là chưa thâu để quý vị và các bạn nắm rõ chương trình. Cuộn này là cuộn thứ năm. Thanh Tuyền. Cuộn này cũng chưa thâu, mua về có sẵn nhạc rồi, nghe sướng lắm. Điểm danh 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. 5 cuộn này trân trọng gửi tới mọi người với một mức thóc rẻ nhất quả đất nhá, rẻ nhất quả đất 5735 350.000 đồng. Thế còn những cái cuộn mà mình thâu là 100.000 đồng một cuộn cơ. Nhưng mà ở đây có một cuộn là mình thâu rồi. Thế nhưng mà cái băng này thì nó không đạt 100.000 đồng. Đấy. Thế nhưng mà âm thanh kiểm tra kỹ lưỡng 5 cuộn này rồi nhá. Đấy. 5 cuộn 350.000 đồng. 350.000 đồng là tiền băng. Còn tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền thì người mua trả. Bây giờ mình dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt.